chơi các thầy cô. Hôm nay sẽ giới thiệu quạt của em. Đây là quạt của em, nó rất là mát, nó khởi động rất là mát mẻ. Em sẽ bật cho các anh chị kem. Đây là cái quạt của em, nó rất mát. Dạ, đến đây em đã kết thúc ạ. Cảm ơn các anh chị đã